Không thể tin nổi, phòng tôm làm tại nhà lại đơn giản đến thế. Làm phòng tôm thì nhất định là phải có tôm rồi. Tôm mua về các bác rửa sạch rồi bóc vỏ tôm đi, chỉ lấy phần thịt thôi. Phần đầu tôm các bác có thể bỏ chất thải đi rồi giã ra nấu canh. Dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vỡ húp, bánh ngay nồi cơm. Các bác nhớ khứa một đường trên lưng tôm, rút chỉ lưng đi. Chỉ lưng tôm cũng là nơi chứa chất thải của tôm này. Cho tôm vào máy xay. Với 300g tôm tôi dùng 100ml nước. Nước thì các bác có thể cho nhiều hơn hoặc ít hơn đều được. Tỏi thì các bác dùng một củ, bóc vỏ rửa sạch rồi cho vào cùng tôm. Các bác ghi vào nhá, nửa thìa cà phê muối, một thìa cà phê tiêu, hai thìa cà phê đường. Cho tất cả vào máy xay rồi các bác xay thật nhuyễn ra, cỡ 7-7-4-8 lần gì đó là được. Xay xong thì các bác cho hết tôm ra một cái tô to, nhớ vết sạch tôm ở máy ra nha, tiền của cả đấy. Sau khi cho hết tôm ra tô, các bác cho dần bột năng vào và trộn đều, cho ít một thôi, thiếu thì lại cho thêm vào, trộn đều cho đến khi bột đặc lại thì các bác mới nhồi bột. Nhồi lúc bột đang nhão quá nó dính hết vào tay ấy, nhồi đến khi mà bột ngấm đủ nước thành một khối là được. Đoạn này nhồi đúng kiểu đau chân mỏi gối tê tay luôn, bột nặng dã man. Nhồi bột xong rồi các bác cho ra bàn và chia thành những khối nhỏ. Tôi chia bột thành 5 phần bằng nhau, lúc nữa hấp cho nó nhanh chín. Chứ mà để bột to quá đến lúc hấp lâu lắm luôn ý. Sau khi mà chia bột xong các bác lại nhồi tiếp từng phần nhỏ một cho nó mịn. Xong rồi thì nặn thành khối dài hoặc là tròn tùy thích. Đấy các bác thấy tôi chuẩn cả bàn hoa tay chưa? Khối bột hơi bị đẹp đấy. Trước khi hấp các bác nhớ lót một lớp giấy nến ở dưới lồng hấp rồi cho lần lượt bột vào. Đến lúc mà bột chín lấy ra cho nó đỡ dính. Đun sôi nước lên rồi mới cho lồng hấp vào. Các bác hấp bột ở lửa vừa khoảng 60 phút là bột chín. Các bác có thể nặn nhỏ hơn xíu để hấp cho nhanh này. Một tiếng sau bột đã chín rồi, các bác lấy ra khay để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh qua đêm. Hoặc là phơi ra chỗ thoáng mát như tôi này. Làm như thế này bột khô đến lúc thái sẽ mỏng hơn mà dễ thái hơn ý. Các bác thấy view nhà tôi có xịn không? Chỗ này tôi hong từ sáng đến chiều. Còn nếu có thời gian thì các bác hong khoảng một ngày bột sẽ khô hơn. Lúc này thì bột đã khô rồi, các bác đem vào bóc bỏ phần giấy nến ra rồi bắt đầu thái lát để làm phồng tôm. Đến đây kiểu gì cũng có bác bảo là lâu thế này mua ăn cho nó nhanh cho mà xem. Các bác chọn một con dao thật sắc, nhớ lau một chút dầu ăn lên dao cho nó dễ thái. Thái bột thật mỏng ra này. Bột càng mỏng thì đến lúc chiên nó lại càng phồng. Sau khi thái hết bột xong, các bác xếp vào nồi chiên không dầu để sấy cho nó khô. Nếu nhà bác nào mà không có nồi chiên không dầu thì có thể hơi nắng cũng được, nhưng mà nó lâu lắm. Cộng với việc nhỡ gió mạnh phát là bay luôn, chứ tôi cũng bị bay mấy phát rồi ấy. Các bác thấy nồi chiên của tôi hôm nay có xinh không? Đây là nồi chiên không dầu nhà Cellphone S tôi mới tậu á. Các bác sấy 60 độ trong 1 tiếng nhá. Thấy mức nhiệt nhỏ nhất xuống đến 40 độ C cơ, nên là có thể ủ sữa chua, sấy trái cây hay là rã đông đều khá là tiện. À mà em này còn có thể hẹn giờ nấu lên đến 24 giờ. Hôm nào mà bận quá thì cứ cho sẵn đồ vào, đến giờ là có cơm ngon canh ngọt luôn rồi. Giờ tôi sẽ rán phồng tôm theo hai cách để xem trình độ làm phồng tôm của tôi đến đâu nào. Trước tiên là cứ phải ngập dầu, đun dầu thật nóng lên, thả phồng tôm vào. Cách này là nghe cũng hơi tốn dầu đấy. Đấy, thả vào cái phồng luôn, kém gì mua đâu. Phồng thì cũng nhanh thật đấy, cơ mà nghe mùi béo quanh đây các bác ạ. Nhiều dầu mỡ quá cơ, đòi giảm cân mà ngày nào cũng hết cả chai dầu này, có mà giảm vào mắt. Tiếp theo tôi sẽ thử chiên bằng nồi chiên không dầu. Trước tiên là làm nóng lò 200 độ 5 phút, sau đó thì bắt đầu cho phồng tôm vào. Không phải cứ nồi chiên không dầu là không có tẹo dầu nào đâu nhá, vẫn phải xịt một tí vào, phồng tôm nó mới phồng được. Các mà không xịt tí dầu nào vào á, phồng tôm chịu chết. Các bác xét nhiệt 170 độ 2 phút. Còn nếu mà mua phồng tôm ở ngoài loại to thì các bác xét 200 độ 2 phút nha. Bản chiên bằng nồi chiên không dầu thì không được to bằng chiên dầu, nhưng mà được cái giảm 85% lượng dầu mà ngon cũng không kém.